chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức bóng đá. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin chính ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2022. Huấn luyện viên đội Bình Dương, Tiến Linh đang mệt mỏi và lười di chuyển. Ông Đặng Trần Chỉnh thẳng thắn chia sẻ về Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo tuyển Việt Nam không có phong độ tốt ở AFF Cup 2020. Tiến Linh đang quá tải, cậu ấy thi đấu nhiều và không có phòng độ tốt. Tôi cảm nhận rằng Tiến Linh mệt mỏi, lười di chuyển so với các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh chia sẻ sau thất bại 1-3 của Bình Dương trước Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp Hoàng đế Quang Trung chiều ngày 5 tháng 1. Ông nói thêm, khi trở về câu lạc bộ Bình Dương, tôi chắc chắn cho cậu ấy nghỉ ngơi. Sau đó tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ ở phía bên kia chiến tiến huấn luyện viên kia tisak của hoàng anh gia lai cũng có phát biểu liên quan đến các cầu thủ đang khoác áo tuyển việt nam khi được hỏi về khâu chuẩn bị cho mùa giải mới có bị ảnh hưởng do vắng nhiều nhân tố quan trọng hay không huấn luyện viên kia tisak nói tôi không muốn các cầu thủ trụ cột nghĩ về câu lạc bộ lúc này họ cần tập trung hoàn toàn cho đội tiện quốc gia lúc này chúng tôi tập trung vào việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai không thiếu người. Đây là thời cơ vàng để các cầu thủ trẻ được phát triển trong lúc những trụ cột vắng nhà. Ngoài ra thì huấn luyện viên Kia Tisak cũng không ngại việc nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển Việt Nam khiến cho chất lượng của đội bóng bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của mình là giúp các cầu thủ phát triển và luôn sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia. Trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Bình Dương dẫn trước Hoàng Anh Gia Lai nhờ pha lập công của Nguyễn Thanh Thảo và có thể thế trận tốt hơn trong những phút đầu. Tuy nhiên, họ bị đối thủ lội ngược dòng bằng cú đúp của Jeff Fesson, Bay và pha lập công của Washington Friendau. Huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh chia sẻ, trận thua này cũng hợp lý dù chúng tôi chơi tốt trong 30 phút đầu. Họ có hai ngoại binh quá chất lượng và thể hiện được sự sắc sảo, nguy hiểm. Các cầu thủ nội cũng rất đồng đều. Trong khi đó, dàn cầu thủ trẻ của Bình Dương cũng còn non kinh nghiệm. Chúng tôi cần ngoại binh chất lượng để hoàn thiện đội hình. Tất cả đội bóng ở Village đều chuẩn bị rất tốt. Các đội như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng đều chiêu mộ những tân binh chất lượng. Tôi nghĩ mùa giải tới sẽ rất khốc liệt. Ông Trịnh nói thêm. Ly Nguyễn tìm lựa chọn mới. Tiền vệ Việt Kiều sẽ không trở lại Villette trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đang cân nhắc lựa chọn đội bóng khác cho phần còn lại của sự nghiệp. Tôi sẽ cân nhắc những lựa chọn khác, Lê Nguyễn nói về khả năng không trở lại Việt Nam thi đấu. Công ty đại diện của Tiền vệ sinh năm 1986 sẽ thay anh đàm phán tìm nơi phù hợp. Lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận thông tin trên. Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với Lê Nguyễn. Mùa giải mới, câu lạc bộ sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự với huấn luyện viên Trần Minh Chiến, vị này cho biết. Lê Nguyễn và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thành lý hợp đồng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Á quân Vilet 2019 thanh toán đầy đủ lương một năm cho tiền vệ Việt Kiều, dù mùa giải diễn ra 4 tháng. Dưới thời của huấn luyện viên Alexander Polkin, Lê Nguyễn là trái tim của đội bóng anh thi đấu 9 trận và ghi 5 bàn, chơi trung bình 84,7 phút mỗi trận cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi sao ở giải nhà nghề Mỹ MLS chưa có bến độ mới, thị trường chuyển nhượng ở Mỹ đang sôi nổi. Có thể, Li Nguyễn sẽ đầu quân cho đội bóng tại giải MLS Netro, giải cho đội sân sau của MLS. Trên trang ML Scott, nhiều vụ chuyển nhượng và tin đồn đã xuất hiện. Tuy nhiên, cái tên Li Nguyễn vẫn chưa xuất hiện, chưa có thông tin, anh được đồn đoán là sẽ về đâu trong thời gian tới. Cầu thủ gốc Việt dự tính sẽ làm huấn luyện viên sau khi giả từ sự nghiệp. Anh đã có bằng B huấn luyện, vượt qua Li Nguyễn tham gia ban huấn luyện của đội nữ Washington Spirit và góp công giúp cho đội vô địch. Ba lý do thành phố Hồ Chí Minh nên ký hợp đồng mới với Lê Nguyễn. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cần có sự phục vụ của tiền vệ Li Nguyễn cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch V.League 2022. Theo một số nguồn tin mới đây, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc đàm phán với người đại diện của Li Nguyễn về việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ sinh năm 1986 thêm một năm. Giao kèo cũ của cầu thủ vì Kiều sẽ hết hạn vào tháng 12 năm 2021. Đây là động thái cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chiến hàm đó cho mục tiêu đạt thứ hạng cao tại V.League 2022. Đội bóng của tân huấn luyện viên Trần Minh Chiến có 3 lý do cần sự phục vụ của Liên Nguyễn ở mùa giải mới. Lý do thứ nhất, vai trò kiến thiết lối chơi. Liên Nguyễn là cầu thủ chơi tốt trong đội hình của thành phố Hồ Chí Minh ở V.League 2021. Anh chính là người đóng vai trò tổ chức xây dựng lối chơi cho câu lạc bộ. Sau chín trận ở mùa giải vừa qua, tiền vệ sinh năm 1986 đã ghi 5 bàn cho chiến hàm đỏ, một con số ấn tượng dành cho một tiền vệ. Ở tuổi 35, cầu thủ vị kiều Mỹ vẫn thể hiện những phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu tại Vilet, với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Lê Nguyễn luôn tạo ra những đường truyền sắc bén với độ chính xác cao cho các cầu thủ. Anh cũng có khả năng tung ra những cú dứt điểm từ xa nguy hiểm để đem về bàn thắng cho đội nhà. 2. Thương vụ Hải Huy đổ vỡ Trong thời gian qua, đội chủ sân thống nhất đã tích cực đàm phán để chiêu mộ Nguyễn Hải Huy. Đã có lúc cựu cầu thủ Thang Quảng Ninh gần như đã đồng ý trở thành một phần của chiến hàm đỏ. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã bị đổ bể khi tiền vệ sinh năm 1991 đội ý và muốn đầu quân cho Hải Phòng để được gần gia đình. Thất bại trong việc có chữ ký của Hải Huy khiến cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hơn để gia hạn hợp đồng với Ly Nguyễn. Đoàn quân huấn luyện viên Trần Minh Chiến cần một nhân tố thật sự chất lượng để xây dựng lối chơi cho chiến hàm đỏ. Cụ cầu thủ BSV Endoven chính là cái tên thích hợp để thực hiện mong muốn này của đội chủ sân thống nhất chinh phục ngôi vô địch Villette trong những năm qua. Ngôi vô địch Villette vẫn là mục tiêu mà ban lãnh đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới. Với nguồn tài chính dồi dào, họ đã chi không ít tiền bạc để mua sắm cầu thủ. Tuy vậy, thành tích của chiến hạm đỏ vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Lê Nguyễn chính là cái tên chất lượng nhất đã từng đặt chân và thi đấu tại sân cỏ Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1986 vẫn là niềm ao ước của rất nhiều đội bóng tại Vile. Với trình độ chuyên môn của mình, cầu thủ vì Kiều Mỹ chính là niềm hy vọng số 1 cho mục tiêu chinh phục ngôi vương của chiến hạm đỏ ở mùa giải sắp tới. Ba điều rút ra sau việc Ngọc Hải không còn giữ bằng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những thay đổi về thành phần ban cán sự đội tuyển Việt Nam đặc biệt là chiếc băng đội trưởng của trung vệ quế ngọc hải sau khi trở về từ aff cup đội tuyển việt nam đã có buổi họp trước khi xả trại để các cầu thủ về thăm gia đình theo nhiều nguồn tin huấn luyện viên park hang seo sẽ điều chỉnh về thành phần ban cán sự quế ngọc hải không còn là thủ quân của những chiến binh sao vàng vị trí các đội phó cũng thay đổi toàn bộ thành viên sẽ bầu lại các chức danh này khi tập thể hội quân vào ngày 13 tháng 1 tới. Đây được xem là bước đi của chiến lược gia người Hàn Quốc sau thành tích không tốt trong thời gian qua. Cải tổ triệt để, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết Quế Ngọc Hải đã hoàn thành tốt vai trò của người thủ quân trong 3 năm qua. Việc bầu ban cán sự mới nhằm thay đổi bầu không khí trong phòng thay đồ đem lại những hiệu ứng mới của đội tuyển Việt Nam. Đó có thể sẽ là nguồn động lực để các chàng trai áo đỏ trở lại mạnh mẽ trong các chiến dịch tiếp theo. Ngoài việc thay đổi các chức danh thủ quân và đội phó, thầy Park cũng sẽ triệu tập một số nhân tố để làm mới đội tuyển Việt Nam. Đó đều là những cái tên nằm trong danh sách sơ bộ của những chiến binh sao vàng trong chiến dịch cuối cùng là quốc cúp 2020. Sự bình đẳng trong đội tuyển thì theo chia sẻ của một số thành viên trong đội tuyển Việt Nam, thay đổi thành phần ban cán sự là điều hoàn toàn bình thường. Nó giống như là việc ban lãnh đạo cũ đã hết nhiệm kỳ và tiến hành bầu lại nhằm tạo ra sự khách quan và công bằng trong nội bộ. Có thể thấy thầy Park muốn tạo ra sự bình đẳng để thúc đẩy tính đoàn kết trong tập thể. Chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn tăng cường tính cạnh tranh một cách lành mạnh, thúc đẩy toàn đội tiến lên cho những mục tiêu phía trước. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin sau hãy nhớ đăng ký kênh để xem nhiều bản tin hấp dẫn nhé xin kính chào và hẹn gặp lại